Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Đập Tam Hiệp đón lũ lớn lần 2, nước dâng tới chân tượng Phật khổng lồ. Lũ lụt ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đổ thêm nước vào đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp đang chuẩn bị hứng trận lụt thứ 2 trong năm nay khi mưa lớn trút xối xả ở thượng nguồn sông Dương Tử tại tỉnh Tứ Xuyên trong tuần này. Hiện nước lũ đã dâng tới chân tượng Phật khổng lồ Ledshan Channel Buddha hay đại tượng Phật Lạc Sơn ở Tứ Xuyên. Bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới. Lũ lụt do mưa lớn bắt đầu ập tới Tứ Xuyên từ mấy ngày trước, cắt đứt 5 tuyến đường cao tốc, 5 trạm thu phí và 12 đường quốc lộ cùng tỉnh lộ. Cho đến nay, khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 14 con sông trên toàn tỉnh. Taiwan News đưa tin, khu vực bị lũ lụt nặng nề nhất là thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Mi Sơn gần như đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, khiến 21.000 người bị ảnh hưởng. Các làng mạc, thị trấn và đất đai nông nghiệp dọc sông Mân, chi lưu của sông Dương Tử cũng bị lũ lụt trên diện rộng. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, những trận mưa lớn hôm qua xảy ra ở nhiều thành phố của tỉnh Tứ Xuyên, trong đó có Quảng Nguyên, Thành Đô và Đức Dương ở phía Tây, Miên Dương ở miền Trung của tỉnh. Ở những khu vực này, Đức Dương là nơi có mưa lớn nhất với lượng mưa ghi nhận tới 191,7mm. Mưa bão được dự báo tiếp tục trong ngày mai. Cơ quan khí tượng Tứ Xuyên vẫn phát cảnh báo mưa bão màu cam. Hai ngày vừa qua, khắp tỉnh Tứ Xuyên có khoảng 107.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, theo Tân Hoa xã. Thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận có 6 người thiệt hại và 5 người mất tích, hơn 40.000 người phải sơ tán khỏi nhà ở và lượng mưa tối đa ở đây được ghi nhận lên tới 447,5mm. Theo Tân Hoa xã, lúc 7 giờ sáng ngày hôm kia, một chiếc xe buýt tham quan khu thắng cảnh Cửu Trại Cầu ở Tứ Xuyên đã sạt lở đất do mưa lớn, khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Khi thời tiết khắc nghiệt tiếp tục tác động mạnh tới Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa bão, cảnh báo đỏ với thảm họa dòng chảy xiết miền núi và cảnh báo thời tiết có nguy cơ gây thảm họa địa chất. Những cảnh báo này có hiệu lực từ 20 giờ ngày hôm kia tới 20 giờ ngày hôm nay. Thông tin trên website của Thủy văn học Trường Giang cho biết, mực nước ở thượng lưu và trung lưu của sông Dương Tử đã tăng trở lại. Mực nước ở các trạm tại quận Cửu Tan và Vũ Long của Trùng Khánh, thành phố Nghi Sương đều đã vượt mức báo động. Lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày hôm nay. Lở đất nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam, mưa lớn gây lở đất ở Trung Quốc, nhấn chìm đường sắt biên giới chở hàng xuất khẩu sang Việt Nam. Tân Hoa xã cho hay, mưa lớn gây lở vùng đất khiến các nhà chức trách phải tạm dừng dịch vụ trên một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tập đoàn đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết, trận lở đất ập vào ga Lahati trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng, nhấn chìm một số đoàn tàu tại nhà ga và làm gián đoạn liên lạc đường sắt. Tất cả 48 nhân viên và gia đình của họ tại nhà ga đã được sơ tán và dịch vụ trên một đoạn đường sắt đã bị đình chỉ. Công ty đã huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Tuyến đường sắt nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam đã chuyển hướng các chuyến tàu hàng sang một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn khác. Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Zhou Shengwen thông báo tổng cộng 219 người đã thiệt hại hoặc mất tích và hơn 63,4 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Trung Quốc trong năm nay. CCTV dẫn lời ông Zhou lưu ý rằng con số thương vong ít hơn 54,8% so với con số trung bình của 5 năm trước. Lũ lụt gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp trị giá 178,96 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 25,78 tỷ đô la Mỹ. Và làm hư hại cơ sở hạ tầng bao gồm 54.000 ngôi nhà đã bị sập. Mùa lũ lớn ở Trung Quốc năm nay bắt đầu sớm hơn khi những trận mưa như trút nước tấn công một số tỉnh và khiến mực nước ở các sông và hồ bao gồm cả sông Dương Tử đe dọa đập Tam Hiệp. Trên toàn Trung Quốc có tổng cộng 634 con sông đã xảy ra lũ lụt trong năm nay với lượng nước vượt quá mức cảnh báo. Trong đó, 194 con sông có nước vượt quá mức đảm bảo và 53 con sông phá kỷ lục lịch sử.
Mưa lớn ròng rã 21 tiếng, Bắc Kinh hứng hơn 1,1 tỷ mét khối nước. Mưa lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc 8 giờ sáng ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau với lượng mưa lên tới 92,8 mm ở khu vực đô thị của thành phố. Bắc Kinh đã vượt qua đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ Trung Quốc năm nay nhờ cảnh giác cao độ và hành động bao quát, Tân Hoa Xã nhận định trong bản tin tối ngày hôm qua. Sau trận mưa lớn nhất từ trước đến nay trong mùa hè này ở Bắc Kinh, không có trường hợp khẩn cấp lớn nào được ghi nhận bởi thành phố được đặt trong tình trạng báo động lũ lụt cao, chính quyền Bắc Kinh nêu hôm vừa qua. Ngoại trừ một số điểm tắc cống, các cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh không nhận được báo cáo nào liên quan tới tình huống khẩn cấp khác. Cơ quan quản lý nước Bắc Kinh cho biết đợt ngập lụt nghiêm trọng này vượt quá 1,1 tỷ mét khối nước, nhưng mực nước của tất cả các hồ chứa trong thành phố vẫn dưới mức cảnh báo và tất cả các khu vực chứa nước của thành phố đều ở trong tình trạng ổn định. Cơ quan chức năng cho hay thành phố đã khơi thông 450.000 miệng cống và 7.887 km đường ống thoát nước mưa trước mùa lũ. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố, thông tin rằng đã nhận được 14 báo cáo về tình trạng ngập úng ở những khu vực trũng thấp dưới các cầu vượt và các con đường chính trong thành phố. Tới 9 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả các điểm ngập úng đã được khơi thông và giao thông thông suốt trở lại. Tập đoàn đã tăng gấp đôi công suất bơm bằng cách nâng cấp 75 trạm bơm đã xử lý nước lũ trong năm nay. Theo Yang Jun, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, năng lực cứu hộ khẩn cấp của Tập đoàn tăng từ 60.000 m3 mỗi giờ lên 170.000 m3 mỗi giờ nhờ thiết bị mới. Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể khả năng đối phó với nước mưa và lũ lụt nhờ các dự án xây dựng cơ sở kiểm soát lũ lụt và thoát nước trong những năm gần đây, ông Yang Jun nói. Bắc Kinh điều 40.000 cảnh sát ứng phó mưa bão, lũ lụt lớn nhất trong năm. Bắc Kinh, Trung Quốc nâng cấp các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trước nguy cơ mưa bão và lũ lụt khi dự báo thời tiết cho biết đợt mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay sẽ tấn công miền Bắc Trung Quốc. Thủ đô của Trung Quốc triển khai 40.000 cảnh sát để tuần tra giao thông tại hơn 240 địa điểm dễ bị ngập úng và tiến hành kiểm soát kỹ các con sông, hồ chứa, sân trũng thấp, các khu dân cư cũ và các tòa nhà tạm. Đài CGTN dẫn thông tin từ Sở Công an Đô thị Bắc Kinh. Cơ quan Công an Bắc Kinh yêu cầu tất cả các đơn vị công an ở thủ đô trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ suốt ngày đêm, với kế hoạch ứng phó khẩn cấp được cập nhật liên tục, thành lập các đội ứng phó khẩn cấp và đặt nhân sự, phương tiện, thiết bị và vật liệu chống lũ trong trạng thái sẵn sàng. Giới chức Bắc Kinh cũng kiểm tra các trạm bơm của thành phố. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh, đơn vị điều hành hệ thống thoát nước của thành phố, cho biết đã bắt đầu phản ứng cấp cao nhất với mưa bão. Tổng số 3.090 nhân viên của đơn vị này túc trực để sẵn sàng ứng phó với mọi trận lũ lụt do mưa lớn gây ra. Hơn 120 quản lý đã được điều đến hiện trường trong 2 ngày qua, bản tin ngày hôm qua của CGTN nêu rõ. Tập đoàn thoát nước Bắc Kinh thông tin hôm vừa qua rằng đơn vị này đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước đường phố. Các trạm bơm đã xả các bể chứa để sẵn sàng đón nước lũ do mưa lớn gây ra. Thêm vào đó, 85 hồ chứa ở Bắc Kinh đã giảm lượng nước chứa trong hồ để đáp ứng nhu cầu kiểm soát lũ lụt. Tính đến chiều hôm qua, Bắc Kinh đã tạm đóng cửa 191 công viên và địa điểm du lịch. Du khách có thể hủy vé và được hoàn tiền trực tuyến. Tổng số 206 tuyến đường ở các khu vực vùng núi đã bị đóng và 192 tuyến xe buýt ngừng hoạt động để đề phòng. Dự báo mưa lớn trong những ngày sắp tới tại hơn 10 tỉnh thành miền Bắc Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh ghi nhận mưa dữ dội nhất. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, ngày hôm kia, cơ quan khí tượng Bắc Kinh phát cảnh báo màu vàng đối với mưa bão và dự báo mưa lớn trong 2 ngày tới. Từ chiều ngày hôm qua, người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt thành phố khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. CGTN cho hay chính quyền thủ đô Trung Quốc đã rút ra bài học từ trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2012, khiến 77 người thiệt hại do các tai nạn do mưa gây ra như điện giật, đồ vật rơi đổ, sập nhà, đuối nước và sạt lở đất. Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ lụt.
Theo Tân Hoa Xã, Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức ứng phó đối với công tác kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 do những cơn mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở quy mô rộng trên toàn quốc vào cuối tuần này. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, các khu vực gồm Tây Nam, Tây Bắc, miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc sẽ đối mặt với tình trạng mưa lũ đi kèm với bão và mưa đá. Trung Quốc có hệ thống thang bậc phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ gồm 4 mức, trong đó cấp độ 1 là nghiêm trọng nhất. Trận lũ số 2 trong năm 2022 trên sông Trường Giang đã quét qua địa phận thành phố Trùng Khánh. Cùng thời điểm này, sông Gia Lăng, một nhánh quan trọng của sông Trường Giang cũng xuất hiện lũ, khiến áp lực phòng chống lũ lụt ở Trùng Khánh tăng mạnh. Trùng Khánh đã nâng mức ứng phó đối với công tác kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.